Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình làm video để cảnh báo với mọi người về một tình trạng lừa đảo trên mạng, là cụ thể là lừa đảo trên Facebook, những cái fanpage bé thú cưng nè, rồi những video trên YouTube nữa. Cái mánh khóe lừa đảo này thì mình cũng thấy là rất là lâu rồi, nhưng dạo gần đây thì nó lại nổi lên nữa, và rất là nhiều bạn nhỏ cấp 2, cấp 3 nhắn tin với mình, nhắn tin với shop mình hỏi là như vậy là có thật hay không, và một số bạn đã bị lừa đảo và tâm sự với shop mình, nên mình quyết định làm video hôm nay để cảnh báo với mọi người. Là cụ thể là như thế này, các bạn thấy trên Facebook ha, Facebook thì có những fanpage về bán thú cưng, thì các bạn vào xem thì tất cả các loại cuốn cảnh, chó cảnh đều có giá là 200, 300, 400, rất là rẻ luôn. Chó phốc sóc, poodle, Alaska, husky, Sam, đủ loại thú kiển, nhưng mà giá là chỉ có mèo ngồi kiển, mèo anh lông ngắn đồ này kia nữa các bạn, nhưng mà giá là chỉ có vài trăm ngàn thôi, dưới 500 ngàn một bé. Thì mình cảnh báo với mọi người, đây là những fanpage Facebook lừa đảo hết nha các bạn. Có những người thì người ta là lừa đảo với các bạn là để câu like câu view thôi, sau đó người ta sẽ bán cái fanpage đó cho người khác đó. Còn một số fanpage thì sẽ có thông tin liên hệ và sẽ nhắn tin trả lời trực tiếp cho những bạn mà muốn mua, thì mánh khóe lừa đảo của người ta là sẽ bắt các bạn chuyển tiền trước. Đối với các bạn thì 200-300 thì không lớn đâu, để mua được một con thú cưng mà các bạn nói con thú cưng ở kia bán mấy triệu lần, mà ở đây bán có mấy trăm ngàn hả, mình thử mình chuyển khoản coi sao, mình chuyển khoản luôn cho người ta gửi hàng về cho mình, có mấy trăm mà đâu có nhiêu đó. Nhưng mình chỉ buồn với các bạn là nếu mà các bạn tin vào những người đó và các bạn chuyển khoản trước thì mình chắc chắn 100% là các bạn bị lừa đảo rồi nha các bạn đó. Thì mỗi ngày á, người ta chỉ cần lừa 10 người như các bạn thôi là người ta là một ngày là có 2-3 triệu rồi. Cả như một con thú cưng người ta cũng không có đâu các bạn, những hình ảnh đó đều là những hình ảnh ăn cắp từ các trại nuôi thú cưng, ở trại của mình cũng đã từng bị ăn cắp hình và đăng lên trên đó các bạn. Tại người ta, mấy người đó luôn tồn lùng sục những cái trang cá nhân, những cái trại chó lớn á, người ta cứ ăn cắp ảnh đi đó. Cái việc ăn cắp ảnh thì mình đâu có ngăn được đâu các bạn. Bởi vậy các bạn nên tìm hiểu về thông tin và giá cả của từng dòng chó, thì các bạn hãy mua những cái chỗ mà bán hàng ở trên mạng nha các bạn. Nếu mà được thì các bạn nên tới trực tiếp địa chỉ, thông tin của những cái shop mà các bạn muốn mua đó, tới trực tiếp xem lựa đàng hoàng thì sẽ ok hơn rất là nhiều. Các bạn đừng dại dột mà mua hàng trên mạng. Các bạn nghĩ 200-300 đối với các bạn không quan trọng, nhưng mà mỗi ngày những cái trang web đó lừa đảo mấy chục người, hàng trăm người cũng có nữa. Cái số tiền mỗi ngày những người đó kiếm nhiều lắm đó các bạn. Và mỗi người ta lừa của các bạn chỉ vài trăm ngàn thôi, thì các bạn không bao giờ mà các bạn mà thưa kiện ở lên công an được hết trơn á. Tại vì mấy trăm ngàn đối với công an là rất là ít, do bạn giải dột, bạn bị lừa, thế giới số tiền nhỏ thì người ta sẽ không có giải quyết cho các bạn đâu. Cái tiếp theo là những video trên YouTube nữa, những video trên YouTube thì người ta là cũng cắt ghép những video về thú cưng của mình, cũng đã từng bị cắt ghép nè, rồi của những trại lớn, những trại ở nước ngoài, những cái thành phần đó thì luôn luôn là ăn cắp những em phóc sóc, ăn cắp hình ảnh video của những em phóc sóc đẹp thì là đẹp luôn. Giá những em phóc sóc mà đẹp hoặc là trại ở nước ngoài thì giá không bao giờ mà có giá mà vài trăm ngàn đâu các bạn. Mà nói thiệt, nếu mà các bạn mà đi phối giống thôi cũng không có giá đó đâu các bạn. Mỗi lần đem đi phối giống một em phóc sóc là cũng mấy triệu á, chứ các bạn nghĩ sao mà bạn mua được con phóc sóc mà vài trăm ngàn, không bao giờ có đâu nha. Nếu các bạn không tin lời mình nói thì các bạn có thể thử, và mình nhắc các bạn là các bạn đừng có chuyển khoản trước đó. Các bạn nói cứ gửi tới cho tôi và tôi sẽ nhận chó và tôi thanh toán luôn đó, rồi các bạn ráng đợi đi ha, các bạn ráng đợi coi nó cái những cái chỗ đó có gửi cho các bạn không. Còn không thì các bạn muốn thử coi mình, nếu mà các bạn có tiền dư giả thì các bạn có thể bỏ ra 200-300 gì đó thì các bạn mua thử ha. Ở đây là mình cảnh báo rồi, nếu mà các bạn không tin thì các bạn cứ liên hệ mua thử. Những cái trang web đó thì mình cũng thấy là khá là lâu rồi, nhưng mà gần đây thì cũng có nhiều bạn chụp hình tin nhắn cho mình hỏi. Ngoài việc làm các bạn mua những dòng chó đó có đúng cái giá trị hay không, việc thứ hai mà mình muốn cảnh báo cho các bạn là các bạn hãy nên tìm hiểu kỹ. Vì thời gian gần đây thì mình có nhận được một tin nhắn của một bạn, và bạn đó thì ở tỉnh xa cái chỗ shop của mình. Bạn đó thì không, lúc trước thì bạn đó không biết tới shop của mình, và bạn đó rất thích dòng chó phốc sóc.
thì bạn đó đã kiếm một shop nào đó trên mạng và bạn đó đã mua một vé khóc sóc giá là 7,5 triệu đồng đó. Thì sau khi bạn đó mua thì bạn đó lên mạng, bạn đó mới tìm hiểu thì bạn đó thấy cái video mà hướng dẫn mua chó khóc sóc đẹp và xác nhận xem cách lựa chọn xem coi cái em đó có thuần chủng hay không. Cái video của mình thời gian trước mình có làm đó, thì bạn nào mà muốn xem lại video thì các bạn hãy xem trên trang chủ kênh YouTube của mình ha. Thì sau khi cái bạn đó xem cái video của mình đó thì bạn đó nhận ra là em phóc sóc của bạn đó không có được thuần chủng, vì em phóc sóc của bạn đó là có lỗ tai rất là to và cụp xuống đó. Nếu mà em phóc sóc thuần chủng đẹp, đúng thuần chủng 100% không lai tạp, thì chắc chắn em phóc sóc đó phải có lỗ tai thiệt là nhỏ và dựng luôn chứ không có cụp. Còn em phóc sóc của bạn đó mua thì bị lỗ tai to và cụp xuống, chỗ bán thì nói là lớn mới cụp, nhưng mà theo như bạn nó gửi hình cho mình đó thì bé đó không phải là phóc sóc thuần chủng, và giá của bạn nó mua là khá là đắt so với giá trị của bé. Vì bé đó là nếu mà giỏi lắm đó, là cái bé đó mình nhìn là giỏi lắm là chỉ có hơi lai phóc sóc một tí thôi, chứ bé đó là không phải là phóc sóc thuần chủng. Nhưng mà nếu mà phóc sóc lai thì giá trị tầm khoảng 3 4 triệu thôi. Ở shop mình cũng có những dòng phóc sóc lai và tùy bày, thì giá ở shop mình thì cũng chỉ có giá đó là cao nhất rồi. Bạn đó đã không không tìm hiểu kỹ và đã coi như là cũng là bị lừa rồi đó các bạn. Mua một em phóc sóc lai với giá một em phóc sóc thuần chủng 7,5 triệu cũng có thể mua một bé ở shop mình rồi. Đó thì cũng lỡ mua em rồi thì mình cũng khuyên bạn đó là thôi thì hỏi, nếu mà em hỏi chị thì chị cũng chia sẻ với em vậy thôi, nhưng mà đã có duyên với bé rồi thì mình chăm sóc bé chứ đừng có bỏ, đừng có biết bé bị lai mà mình bỏ nó tội nghiệp. Vì vậy thì mình khuyên các bạn là nên tìm hiểu kỹ về các dòng chó trước khi các bạn quyết định mua, và nếu mà các bạn chưa biết những bé chó đó sao mới là thuần chủng và sao mới là lai thì các bạn có thể xem những video của mình làm trước đây. Thì mình có làm 2 video về cách nhận biết chó poodle thuần chủng và cách nhận biết chó phóc sóc làm sao mà cho thuần chủng và đẹp. Thì bạn nào muốn xem thì tham khảo những video trên kênh của mình ha. Còn những dòng chó khác thì tại vì mình không có nuôi những dòng đó nên là mình không có em để mà hướng dẫn cho các bạn cách nhận biết. Thì tốt nhất là nếu mà những dòng chó khác thì các bạn nên search trên Google ha. Thì cũng rất có rất là nhiều thông tin và có những thông tin giá cả nữa, thì các bạn nên tìm hiểu kỹ đó. Các bạn nên tìm đến những cái trại lớn chuyên về các dòng chó, hoặc là những cái shop nào mà các bạn cảm thấy uy tín, các bạn hãy tìm hiểu ha. Và tốt nhất là các bạn hãy đến trực tiếp những cái chỗ bán để các bạn xem tận mắt tận tai, xem những em đó đi đứng chạy nhảy như thế nào, và để nhận được những lời hướng dẫn chăm sóc cụ thể từ những pet shop uy tín nha các bạn. Các bạn mình nhắc các bạn luôn là các bạn đừng có mua chó ở ngoài đường nha, ở những người mà hay chạy xe mà có cái bựng ở phía sau á. Thì mình những theo mình biết đó, thì những người mà chạy xe mà bán chó như vậy ở ngoài đường đa phần là những em chó bị ăn cắp nha các bạn, nên các bạn đừng nên mua rồi. Nếu mà các bạn không mua thì mai mốt người ta không 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 có bán được, người ta sẽ không bao giờ đi ăn cắp chó để bán, thì sẽ giảm thiểu tình trạng mà chó bị ăn cắp đó các bạn. Các bạn đừng ham rẻ mà mua những em như vậy, với lại những em như vậy thì đa phần là tình trạng sức khỏe đồ này nọ thì cũng không có tốt đâu. Video của mình nãy giờ là cũng dài rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.